Kính thưa quý vị, những ai đi trên đường DT741 chạy qua đoạn thuộc xã Phước Hòa nối với xã Vĩnh Hòa thuộc huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương sẽ tận mắt thấy một chiếc cầu bị gãy làm đôi. Hẳn những ai không phải là người bản địa sẽ thấy tò mò, không hiểu vì sao cây cầu lại bị gãy làm đôi như công trình đang thi công dang dở. Thế nhưng ít ai biết rằng cây cầu gãy ấy mang tên cầu Sông Bé là dấu tích lịch sử trong cuộc chiến tranh cam go ác liệt của quân dân miền Nam vào năm 1975 đó quý vị. Và kính thưa quý vị, hôm nay thì Văn Hiệp sẽ đưa quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cầu Sông Bé để cùng khám phá về cây cầu này quý vị nha. Kính thưa quý vị, hiện tại thì Văn Hiền đang có mặt tại một cái đường nhánh để đi rẽ vào một cái địa danh rất là nổi tiếng ở huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương đó quý vị. Và đây là di tích lịch sử cách mạng cầu Sông Bé. Lối đi vào này thì còn khoảng 200m đó thôi quý vị. Và ở đây thì có một chiếc cầu khá là đặc biệt. Đó là một chiếc cầu mà đã bị gãy đôi rồi đó quý vị. Và hiện tại thì cầu này không còn sử dụng nữa mà đây đã trở thành một di tích lịch sử cách mạng đó quý vị. Hiện tại thì Văn Hiền ở ngoài đường nhánh để đi vào và Văn Hiền thấy ở bên tay phải thì có một cái miếu nhỏ. Ở bên trên đó thì Văn Hiền thấy có những bức tượng ông địa đó quý vị. Không biết thì ngôi miếu này còn thờ thêm gì nữa hay không. Rồi bây giờ thì Văn Hiền kính mời quý vị sẽ cùng Văn Hiền, chúng ta sẽ di chuyển vào cái cầu đặc biệt này để cùng xem quý vị nhé. Kính thưa quý vị, xung quanh đây là những cái rừng cao su bạt ngàn đó quý vị. Và quang cảnh ở trong này thì có rất là trong lành đó quý vị. Và nhìn thấy có rất là nhiều bạn trẻ đến đây để mà check in đó quý vị. Đó, kính thưa quý vị, hiện tại thì Văn Hiền đã có mặt tại cây cầu gáy. Cây cầu này thì bắc qua dòng sông Bé ở huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương đó quý vị. Được xây dựng đến nay thì gần 100 năm rồi. Cây cầu này thì có một điều rất là đặc biệt đó quý vị. Gáy hai nhịp ở giữa không còn sử dụng. Cây cầu cổ này thì vẫn được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh và hiện đang thu hút rất là nhiều các bạn trẻ đến đây để mà tham quan chụp hình đó quý vị. Cây cầu này thì được xây dựng vào năm 1925 bắc qua sông Bé kết nối con đường huyết mạch từ tỉnh Phước Long Cú nay là tỉnh Bình Phước qua Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị. Đó. Đây là quang cảnh xung quanh của cây cầu. Bây giờ thì Văn Hiền sẽ đưa quý vị chúng ta sẽ cùng đi vào phía bên trong để cùng khám phá chiếc cầu này quý vị nhé. Văn Hiền thấy cái cầu này thì xây dựng cũng rất là kiên cố và chắc chắn đó quý vị. Cầu này thì có bề ngang khoảng hơn 4m và chiều dài mỗi bên của cây cầu còn lại thì khoảng 50m đó quý vị. Gồm 3 nhịp dầm thép bê tông. Rất là lớn đó quý vị.
hai bên thành cầu này thì được xây dựng từ những khối bê tông khá là lớn và kiên cố đó quý vị. Tại địa danh này, vào ngày 29 tháng 4 năm 1975, để chạy trốn truy đuổi của quân ta, địch đã đặt mìn để mà phá hủy cầu. Và ngày nay thì cầu Gái Sông Bé không chỉ là dấu tích lịch sử mà còn là một địa điểm du lịch lý tưởng của du khách thích mạo hiểm nữa đó quý vị. Đây, Văn Hiền sẽ cho quý vị xem cận cảnh của hai phần cầu mà đã bị gãy đi phần dưới đó quý vị. Và kính thưa quý vị, theo tài liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Bình Dương thì cầu Sông Bé này được Pháp xây dựng vào những năm 1925-1926 khi thành lập Sở Cao su Phước Hòa. Việc xây cầu nhằm khai thác thuộc địa cũng như mở rộng những đồn điền cao su tại Phú Giáo, Phước Long, và đây là tuyến đường huyết mạch lên các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên. Theo khảo sát của Ban Quản lý Di tích tỉnh Bình Dương, cầu có bề ngang hơn 4,5 mét và chiều dài mỗi bên của cầu còn lại sau gáy là khoảng 50 mét đó quý vị, gồm 3 nhịp dầm thép bê tông. Chỗ cao nhất hai bên thành cầu là 6 mét, thấp nhất là 3,5 mét và chân cầu thì cao 30 mét đó quý vị. Đó, kính thưa quý vị, ở những cái phần đứt gáy này thì quý vị có thể thấy những thanh sắt và mảng bê tông nhô ra rất là nhiều. Vào thời gian đó mà đã xây dựng được một chiếc cầu khá là kiên cố và chắc chắn như thế này rồi đó quý vị. Còn phần nước ở bên dưới chân cầu thì có màu khá là đục đó quý vị. Tuy nhiên thì ở nơi đây trở thành điểm du lịch cũng như là điểm để mà các bạn trẻ đến đây để mà câu cá, tham quan và cắm trại đó quý vị. Còn ở phía bên xa xa kia thì đã có một chiếc cầu mới đã được xây dựng nên. Và chiếc cầu này thì được xây dựng sau này quý vị nha, để thay thế cái cầu này đó quý vị. Và kính thưa quý vị, cầu Gáy này thì còn được rất là nhiều các đạo diễn lựa chọn làm bối cảnh cho rất là nhiều bộ phim đó quý vị. Đã có rất là nhiều cảnh quay được thực hiện ở đây, có những cái bộ phim phiêu lưu mạo hiểm đó quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị đã cùng theo chân Văn Hiền đến với một di tích lịch sử cách mạng. Và đây là nhân chứng của những cái vết thương của chiến tranh. Và để có được cuộc sống như ngày nay thì ông cha ta đã đánh đổi rất là nhiều. Vì vậy, chúng ta hãy sống thật tốt và luôn ghi nhớ đến những cái công ơn của các ông cha ta. Và bây giờ thì Văn Hiền cũng xin kết thúc video này tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi, đồng hành cùng những cái video mà Văn Hiền đã đăng tải lên. Văn Hiền xin kính chúc quý vị một ngày mới bình an, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn quý vị nha. Văn Hiền xin chào và hẹn gặp lại ạ.